Xin chào các bạn đang xem kênh video của xe điện motor điện. Em là Lam ở Thái Bình. Số điện thoại 0983 818955. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn là chi tiết cái bộ càng giảm xóc xe ba bánh phi 43 tải trọng 500 đến 700 kg. Thì bộ đầy đủ bao gồm bánh này, phuộc này, ổ bi này, ống bi này, rồi bánh này, Mayer có phanh và tambour công tơ mét, đèn pha, đồng hồ công tơ mét, ổ khóa điện, ghi đông, tay ga, dây ga, tay thắng, cụm công tắc, đèn xi nhan, còi, dây ga, dây thắng và dây công tơ mét. Thì sau đây thì em sẽ đi vào một số các cái kích thước cơ bản để cho các bạn cùng tham khảo. Đầu tiên thì phải nói đến kích thước chính của nó là cái chiều cao của cái giảm xóc. Nó là đo từ vai trên xuống đến dưới này là 75 76 cm, đến tim đấy, đo từ vai trên là 80 cm, đo phủ bì. Chiều rộng thì nó tương đương với khoảng 24 cm. Cái bộ này thì có những cái trục nó rất là lớn. Trục trước của nó là trục phi 17, trục trước phi 17. Bát phanh thì có cả dây công tơ mét. Tim ốc này là chéo 8-11 các bạn nhé, chéo 8-11 đấy. Đây, còn đường kính cái lòng tâm bua phanh này là 125, đường kính lòng trong của tâm bua phanh là 125. Các cái kích thước trục ống bi thì cái ống này là 25, bi 25, vòng ngoài là 52, bi của nó là bi côn đầu. Đồng hồ công tơ mét, đây đồng hồ thì có cả công tơ mét, có cả đo quãng đường đấy. Thì cái này là chỉ số công tơ mét, còn cái này là mình sẽ đo cái quãng đường mình đi. Khi mình bấm về số 0 thì mình sẽ chạy, thì trong một ngày mình tính toán chạy bao nhiêu cây thì mình bấm vào cái đó. Đây là bộ công tắc. Công tắc này thì có đủ các chức năng: đèn pha, đèn cốt, xi nhan, còi. Và cái này là công tắc của thằng quạt quạt mát, nếu như có quạt mát. Đây là cái le, chỉnh le gió thì các bạn có thể lắp vào đây. Đấy, đây là cái lỗ này. Công tắc bên này nữa. Công tắc bên này là đèn pha cốt này, bật đèn pha này, đề này, đề lổ này. Cái công tắc này thì ở đây người ta ghi là stop, dừng máy, thì cái này các bạn nghiên cứu thêm. Đèn pha này, cái phi 43 ở đây chính là cái đường kính ti phi 43, mình gọi là phi 43 nhé. Đấy. Thì cái bộ phi giảm xóc này bên em đã đặt đúng nhà máy sản xuất và tên thương hiệu luôn, Nam Trung luôn. Đấy. Còi đôi này, còi đôi 12V này. Các bạn có thể dùng còi đôi 12V hoặc là chọn còi sên 12V một chiếc, còi đơn bên em đều có, tùy 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 ý nữa chọn. Đây là có má phanh và có cả sâu sâu công tơ mét là có hết đây. Lỗ này là lỗ lỗ trục 17 mm nhé, trục rất là lớn. Đây ống bi, đây ống bi này các bạn cứ lắp lên xe, ví dụ như xe máy các bạn muốn gia cố cái càng này thì các bạn lắp vào xe máy.
Sau đó thì các bạn là lắp cái có thể hàn đè cái ống này lên cái vị trí ống cũ của xe máy. Cái chiều dài đối với cái thằng này tuy giảm xóc thì nó dài nhưng thực tế nó là vai 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 kép, thì nếu mà tính những cái vai giảm xóc dưới là từ cái vai dưới xuống đến cái điểm chân này thì nó mới có 55 cm thôi, nó không cao hơn xe máy này bao nhiêu, cho nên các bạn hoàn toàn là yên tâm. Thứ hai nữa thì cái đường kính bánh xe này thì nó có 50 thôi, so với xe máy nó lớn hơn, cho nên việc các bạn là lắp cái bộ đầu này vào cái bộ xe máy là gần như vừa in luôn, không phải chỉnh lại cao độ gì cả. Còn các bạn đóng mới thì tất nhiên là sẽ được luôn rồi, không cần phải sợ không đồng bộ. Thì hiện tại cái bộ đầu này em bán đầy đủ như thế này là 2,6 triệu, chưa bao gồm phí vận chuyển. Các bạn đến nhà lấy thì có thể giảm cho các bạn được một chút nữa. Còn để đóng gói vận chuyển gửi đi thì giá đấy là giá rất là rẻ rồi, không thể giảm hơn cho các bạn được. Bởi vì cái công đóng gói và vận chuyển đi gửi là nó tốn kém. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Các bạn xem video nhớ đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Cái chi tiết liên hệ đặt hàng thì em là Lam ở Thái Bình đây, số điện thoại này nhé. Đấy. Thì để tránh nhầm lẫn với những đơn vị khác thì các bạn cứ xem cái số điện thoại ký số này. Cảm ơn các bạn đã xem video.